Chào mọi người, hôm nay bên em xin giới thiệu tiếp đến mọi người dòng sản phẩm bàn là không dây thương hiệu Toshiba, hàng nội địa Nhật, sử dụng được đáp 100V nhé, công suất 1150W. Căn này thì đầy đủ cả vỏ hộp luôn, rất là đẹp, đẹp vào những 99%. Đây là vỏ hộp này, rất nặng, cái vỏ, những cái vỏ này nó khoảng tầm hơn 1kg, nhựa cực kỳ dày và chắc chắn luôn. Bên đốc sàn, anh em chuyển nhấc lên đặt vào là xong. Để các chế độ, anh em càng quay về phía phải thì nhiệt độ càng nóng, thì bên đây là đèn báo, khi mà nhiệt đầy đủ thì nó sẽ hết sáng mọi người nhá, rất cực kỳ đẹp luôn. Đấy, model TA900CS này, mặt bàn là rất là rộng, có khoảng đường kính khoảng tầm 20cm, bản rất là to, và đặc biệt em này cầm rất là nặng luôn, khoảng tầm phải tầm đến 3kg mọi người nhé, mỗi cái bàn nà thôi rất là nặng, anh em nà nó dễ hơn. Đây là cái đốc sàng này, một bên là bên trái là nút bấm nút ấn này thu dây, à bên phải là cái nút các bạn ấn này, đấy, nhấc cái này lên, nhấc này lên. Đấy. Vị trí các bạn cho nước ở vị trí này. Đây nước sạch cho đây nhá. Đây là cần tràn, bạn cứ tăng giảm tùy theo. Thì sau khi bạn nà thì nước sẽ tự động sẽ chảy xuống cái mâm nhiệt, và mâm nhiệt nó sẽ thoát ra ngoài ở các cái lỗ này, để dù các bạn nà quần áo nó sẽ mềm mại hơn. Rất là tiện lợi, hình thức đẹp khoảng tầm 99%. Mình quay xung quanh cho mọi người, không bị móp mép vỡ ở bất kỳ chỗ nào nhé. Thương hiệu Toshiba, hàng Nhật Bản sản xuất tại Nhật luôn, rất là đẹp. Đây, ví dụ khi các bạn đủ nhiệt thì nó sẽ hết sáng đèn nhé. Đẹp hoàn hảo luôn, màu hồng. Chị em nào dùng em này thì quá ok luôn, hoặc các bạn có thể làm quà tặng nhau đều được. Các bạn nhớ cho nước sạch nhé, khi nếu các bạn cho nước bẩn thì nó sẽ đỏ, nó sẽ có cặn ở bên trong cái mâm nhiệt này, thì nó sẽ không tốt, nước nó không chảy ra ngoài được, khi đủ nhiệt đã xong. Các bạn nên sử dụng cái đổi nguồn tầm 1200W trở lên để máy hoạt động ok nhá, vì công suất của nó là 1150W rồi, hoặc các bạn dùng con 1500W như con mình đang sử dụng đây, 1500VA đấy, thì nó được khoảng tầm 1300W là ok rồi, thì nó sẽ máy hoạt động nó mới khỏe nhá. Chứ mọi người đừng lên sử dụng cái thấp quá thì rất không đủ tải cho cái bàn nà này, gây hỏng hóc và không bền bỉ. Ok. Xin chào mọi người ở các video tiếp theo về các sản phẩm đồ gia dụng Nhật. Các bạn nhìn nước đè tí nữa chảy, nó sẽ ở nước ở vị trí này, để thẳng chứ không biết xa được. Đấy, các bạn nhìn nước hơi nước bốc qua chưa. Đấy, hơi nước bốc ra đấy, còn để như là này thì vào nước nó đẩy ra. Đấy, được sương mù. Ok, xin chào mọi người. Mọi người hẹn em qua số điện thoại 0979 665 264.